Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kit Wi-Fi ESP32 với lại chip biên dịch Arduino. Thì trên tay mình đây là kit Wi-Fi 32. Thì cái kit này thì nó hỗ trợ một số cái chuẩn như ở bản gốc đây, mình đã tham khảo được ở trên mạng. Đó. Rồi. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bot vào cái trình biên dịch Arduino và test thử một cái ví dụ của cái kit Wi-Fi ESP32 này. Thì đầu tiên các bạn đây, mình sẽ cắm thử vào cái dây kết nối với máy tính. Thì đầu tiên các bạn vào thì nó sẽ chưa có, tức là khi mình chưa thêm bot Wi-Fi ESP32 thì ở cái quản lý bot này sẽ không có. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn thêm bot này. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một số, đây là cái thư viện bot của nó này. Đây là một hai cái phần mềm để hỗ trợ cài Git này và cái tech. Rồi. Thì cái này mình sẽ cho xuống phần mô tả để các bạn tải về và làm theo. Rồi. Đầu tiên các bạn tắt cái trình biên dịch Arduino đi nhé và vào phần phần cài đặt của Arduino đây, vào phần headway ở cái thư mục này các bạn sẽ thêm đây, sẽ thêm cái file, cái thư mục có tên như này, các bạn copy vào. Đó. Sau khi thêm mục npif này, các bạn vào tiếp next, thêm một cái thư mục tiếp, thư mục con nữa và lấy tên là ESP32. Copy, à đây. Copy. Sửa tên này. Đó. Thì sau khi các bạn cài được cái, tức là tạo được cái thư mục có tên như này, các bạn quay trở lại phần cài đặt setup này, giải nén cái phần này. Rồi. Các bạn sẽ copy tất cả những cái thư mục ở đây vào cái phần ESP32 vừa rồi. Ctrl C này. Hit play. Continue. Rồi. Thì sau khi cài đặt xong này, các bạn sẽ vào tool. Thì các bạn để ý ở đây có phần get này. Thì trước hết thì bạn phải cài hai cái này. Đây, cài hai cái ứng dụng này. Thì ở đây mình đã cài rồi. Các bạn vào phần tool. Phần tool của phần cài đặt. Ấn get và chạy, các bạn cho nó chạy với lại quyền admin nhá. Quyền admin. Ok. Và chạy. Đó, thì chờ một lát. Hệ thống sẽ tự download cái file ESP32 vào và giải nén ra. Cái quá trình này thì mất tầm 2 đến 3 phút tùy vào cái cấu hình máy của mình. Đây, quá trình đã download thành công và nó đang giải nén ra. Ok, khi nào mà nó download và giải nén thành công thì cái phần chạy vừa rồi ấy, nó sẽ tự tắt đi. Rồi, các bạn thoát ra và vào bật lại trình biên dịch Arduino.
Đây. Thì cái con ESP32 này nó sử dụng IC giao tiếp là CB21 này, 2102. Thì các bạn khi mà cắm vào này, cắm vào thì nó sẽ, máy tính nó sẽ nhận ra là đang là giao tiếp CB2102. Đây. Đó. Thì ở cái trình biến dịch Arduino này, các bạn vào tool này, bot này và kéo xuống, thì các bạn thấy ở đây nó đã ra các cái dạng các cái tên của bot ESP32. Thì bây giờ mình sẽ test một cái ví dụ là quét các cái wifi xung quanh. Các bạn sẽ chọn bot là ESP. Đấy, ngay cái đầu tiên. Rồi. Và chọn cổng com này. Ở đây là com 26 này. Đây. Mình chọn là cổng com 26. Com 26. Và vào example. Đây này. Các bạn để ý này. Đây là một số các cái ví dụ dành cho ESP32. Đây, rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo. Thì đây mình sẽ test cái wifi scan. Nó sẽ quét cái wifi xung quanh. Rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nạp này. Đó. Thì quá trình nạp đang được diễn ra. Đó. Ok. Download loading này. Các bạn đã làm thành công. Để quét, để xem được cái nó quét wifi xung quanh, các bạn nhấn vào monitor. Đó. Nó sẽ hiện lên các cái kiểu flash này. Và quét được những cái wifi xung quanh này. Đây. Rồi. Thì với cái kit wifi ESP32 này, các bạn có thể làm rất nhiều các cái ứng dụng liên quan đến IoT vì nó hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth và nhiều các cái giao thức khác. Thì nếu mà các bạn tìm hiểu sâu thì rất là hay đấy. Đó. Thì cái video hướng dẫn test sử dụng kit Wi-Fi ESP32 với lại Arduino của nhóm đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.